là Imak Bunja, đến từ nhóm Doka. Hi, xin chào tất cả anh chị, em tên là Cindy Vòn. Xin chào mấy bạn, mình là Mai Hữu Danh, mình đến từ nhóm Mòi Xe. Mình tên là Phan Tính, đến từ nhóm Doka. Chào các bạn, mình tên Nhôn, mình ở nhóm Mòi Xe. Xin chào các bạn, mình là Trang, mình nhóm DJ. Chúng tôi là Migo, Migo là chúng tôi. Em rất là muốn đi trà, thật là hào hứng quá đó mà. Và mình rất là muốn đi chạy. Yeah! Bao nhiêu mà đi chạy? 23 người! Các bạn đóng tiền hết chưa? Đóng rồi! Các bạn chuẩn bị hết chưa? Đóng rồi! Còn mấy giờ? Sáng mai thôi em về đi! Woo! Đây là trận chạy đầu tiên của em được đi. Cái mong là các anh chị cùng nhau đăng ký. Vô nha! Xong em! Đi chạy! 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 Chạy lần này mình mong muốn sẽ được đi chơi cùng các bạn thật vui, thật hào hứng, thật lúc bùng cháy, bùng nổ, bùng phát và bùng bùng. Mình đã sẵn sàng cho kỳ chạy sắp tới. Giống lên lên em ơi, sẵn sàng đi chạy chưa? Chưa. Rồi. Lần nữa nha. Từ từ nha. Không có lần thứ ba đó. Lần cuối nha. Chưa. Chưa. Quay đó. Tóc cả ngàn rồi đó. Quay. Bây giờ. Các bạn muốn sao? Năm nay mình đã 25 tuổi, mình chỉ chờ đợi cái giây phút này thôi. Đó là được đi trại. Các bạn biết không, bữa nay là háo hức, bữa tâm trạng chờ đợi ngày đi trại. Đến mức mà ăn không ngon, ngủ không yên, trường cao nhất các nước mắt mình đều ấy lộn không phải. Và cảm thấy rất là rất là vui. Và đang chờ đợi đến ngày đi trại của bên các bạn. Em đi đi à. Bạn có háo hức không? Có tối động không? Có buồn nổ không? Mốt chờ đi trại không? Sao mà Action. Action. Nãy giờ các bạn coi thì cũng hào hứng lắm rồi đúng không? Thì các bạn nhớ đi chạy nha, nghe các bạn. Đây lại. Nãy giờ các bạn coi thì cũng hào hứng lắm rồi đúng không? Nhớ đi chạy nha các bạn. Nãy giờ các bạn coi bản tin thì cũng hào hứng lắm rồi đúng không? Các bạn nhớ đi chạy nha, hẹn gặp lại các bạn đi chạy năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Nãy giờ các bạn coi thì cũng hào hứng lắm rồi đúng không? Các bạn nhớ đi chạy nha, hẹn gặp lại các bạn khi chạy được hàng. Xin chào và hẹn tạm biệt. Hẹn tạm biệt là gì ông nội? Lại quay. Quay. Em nói vậy. Nói dự từ sẵn sàng háo hức. Đó. Đi hai vậy.